Em lại có đôi loa chung đây. Loa chung của con này là con gì đây? Con chung của Sansui S3000. Hàng có nguyên trong hộp của nó đây. Nếu có nhìn nhá. Bắt đầu lấy nguyên thôi, nguyên hộp luôn. Để các bác 1,6 triệu một đôi này. 1,6 triệu đôi chung này. Còn nguyên zin hộp luôn ạ. Đây. Đây. 1,6 triệu một con chung, đôi chung này. Còn zin luôn cả hộp ạ. Để nguyên cho bác nhé. 1,6 triệu. Cảm ơn các bác. Tí em khi ghi cái số giá vào đây cho nó đỡ quên. Này, em lật ngửa lại đây cho nó nhìn. Đây. 1,6 triệu. Con này đường kính nó sẽ là chắc 16-18 triệu.